Chào cả nhà đã quay lại với kênh của mình. Thông thường thì trong quay kênh TikTok hay là YouTube, người ta hay quay những cái điều tốt đẹp. Nhưng mà em muốn cho mọi người thấy được một cái góc khuất ở trong nhà hàng. Ví dụ như khi mà nhà hàng đông quá thì chúng ta phải làm như thế nào, là sao để cho nó gọn gàng mọi thứ. Thì cái phần rửa chén là cái phần mà nó nhức đầu nhất và nó mệt mỏi nhất. Có những nhà hàng á, họ phải trả tiền cho nhân viên để chuyên cái công việc đó là rửa chén thôi cả nhà. Ngày hôm nay thì nhà hàng em nó cũng hơi đông đó, nên là coi quá trời quá đất luôn rồi này. Dạ, sáng nay thì em bán cũng hơi nhiều. Sau đây em sẽ quay mọi người là nhân viên họ sẽ xử lý cái đống tàn tích của ngày hôm nay sẽ là như thế nào, để cho các bạn sinh viên biết được là chúng ta đừng có sợ, nhà hàng nó cũng không có gì ghê gớm hết đâu nha. Dẫu cho buổi sáng mà mình có bán 10 bàn, 20 bàn đi chăng nữa đó thì nó cũng không thành vấn đề gì hết, bởi vì đã có cái máy rửa chén rồi. Ten 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 ten. Bây giờ nhân viên của mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng máy rửa chén như thế nào. Trong vòng có vài giây thôi thì nó sẽ rửa một số lượng rất là lớn chén dĩa, nó cho ra cực kỳ là sạch sẽ và rất là tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, đúng chuẩn của Úc luôn nha cả nhà. Nhiệt độ rất là cao. Bây giờ mình sẽ quay sơ sơ về máy rửa chén cho cả nhà coi. Đây 6W61 Ring 82. Đây là mực nước B1, B2, B3. Chỉ cần gặp máy xuống á, thì hệ thống sẽ tự rửa. Mọi người coi nhân viên đã chỉ cần chắc dĩa lên ngay ngắn theo đúng cái khay của nó và gặp nhẹ xuống đó. Thì chỉ trong vòng có khoảng chừng theo em nghĩ là 5 giây hoặc là 6 giây gì đấy thôi là nó rửa rất là nhanh và nó đã rửa xong rồi. Nó chạy ra một cái mẻ chén dĩa nóng hổi, đúng tiêu chuẩn ở bên đây, bởi vì máy này là commercial nha cả nhà, là máy chuyên dùng cho thương mại. Thì khi mà mình có tiệc hoặc đông quá thì mình phải làm sao? Thì mình thông thường mình có những cái khay như thế này đó, cả nhà thấy không? Có những cái khay như thế này. Và đây là máy xịt áp lực rất là cao luôn cả nhà, máy xịt áp lực cao. Nhân viên sẽ bỏ dĩa vào trong cái khay. Sau đó thì máy đã xong rồi đó, mọi người thấy không? Nghe tiếng xong rồi đó. Nhanh chưa? Nãy giờ em đếm là chưa được tới 10 giây luôn đó cả nhà. Nhân viên sẽ xịt rất là nhanh những cái thực phẩm dơ, họ sẽ cho vào trong cái khay đựng như thế này đó, rất là nhanh. Muỗng nhĩa thì mình cho riêng ra một bên, ly thì mình cho riêng ra, để mà ly họ sẽ đi, ly nó sẽ đi cùng với nhau. Những cái ly mà dĩa ở phía front house á, thì nó đi cùng với nhau thì nó sẽ đi ra ngoài, mình sắp ra rất là nhanh. Đến những lúc mà bán đắt á, cả nhà, thì á, là cái lượng mà uống cà phê á, nó rất là nhiều. Uống cà phê nó rất là nhiều, mỗi bàn lên tới 10 ly cà phê. Mà mình 10 bàn như vậy là 100 cái ly như vậy á, thì làm sao mà mình rửa cho nó hết và làm sao mình chạy ra liền được nha cả nhà. Thì á, là đây là thanh xương là cái máy rửa chén. Đấy, bây giờ xin mở ra cho cả nhà coi nè. Thấy chưa? Mọi người thấy sạch sẽ chưa? Nóng hổi luôn, không có miếng ấy luôn, mình cực kỳ sạch sẽ. Đó, chỉ cần gạt xuống một cái là nó rửa tiếp nha. Rồi khi mà mình muốn nó rửa xong, mình chỉ cần đẩy nhẹ nó qua một phát thôi, thì cái phần ở bên đây sẽ tự động đẩy nhẹ vô. Thì nó sẽ có những cái khay, những cái lồng khay á, để mình găm dĩa vô, nó đứng dĩa như thế này này, rất là hay. Nhưng nó cũng có những cái lồng khay nó không có đứng, thì mình chỉ cần cho tất cả các ly nằm vào đúng rồi vị trí đó hết. Thì đây là cái cách để mình manage cái công việc của mình, mình quản lý công việc của mình nó nhanh gọn nhẹ, thì ly nó đi với ly, chứ không phải ly với dĩa nó chết sắp với nhau như vậy thì rất là mệt mỏi. Và front house, back house họ không có hiểu được và nó rất là mệt mỏi. Thì mình lấy một cái khay, mình đựng muỗng nĩa như thế này together. Thì muỗng nĩa như thế này nó sẽ được ngâm nước sôi, để nó lau lại thêm một lần nữa, bởi vì muỗng nĩa thì càng với vệ sinh hơn nữa. Nhưng mà dĩa như thế này là đã rất là tuyệt vời và đúng chuẩn luôn rồi. Đây, mọi người nhìn đấy, đó, một cái dĩa cỡ lớn như vậy. Và bây giờ nếu mà cần nhân viên mà đứng rửa thì không biết là đến bao giờ rửa.